Thưa quý vị, Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra làm rõ vụ việc một cô gái trẻ bị rơi vào hầm thang máy của một tòa nhà cao tầng trên phố Kim Mã từ tầng 7 xuống tầng 1 và dẫn đến sự việc đau lòng. Cô gái này đã tử vong. Theo đó, khi cô gái này sinh năm 2000, trú tại phố Nguyễn Trí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, cùng với một cô gái khác sinh năm 1998 ở phường Kim Mã, đi thang máy từ tầng 8 xuống tầng 1 tòa nhà cao tầng nói trên, thì thang máy gặp sự cố tại tầng 7. Hai người bị mắc kẹt bên trong thang máy. Lúc này, hai cô gái đã gọi cứu hộ thang máy và được bảo vệ tòa nhà hỗ trợ mở cửa thang máy. Trong lúc này, cô gái sinh năm 2000 treo từ tầng 7 ra và bất ngờ bị rơi vào hầm thang máy xuống tầng 1. Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện xanh bon cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an quận Ba Đình đang tiến hành các công tác điều tra làm rõ sự việc. Thưa quý vị, dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho biết đây là một sự việc đau lòng, cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân. Đồng thời cần phải xác định rõ là chủ đầu tư của tòa nhà là đơn vị nào tòa nhà được bàn giao hay chưa tòa nhà có ban quản lý hay không đây là một vụ việc có hậu quả nghiêm trọng nên nếu cơ quan chức năng kết luận lỗi do nguyên nhân chủ quan đơn vị cá nhân liên quan có thể còn bị xem xét xử lý hình sự